Lập đường dây nóng gỡ khó cho hàng hóa, thực phẩm đến Sài Gòn Đồng Nai, chậm trễ thu gom, nhiều khu phong tỏa ngập rác thải Hà Nội có 237 thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 2 Hơn 40 thí sinh tỉnh khác gửi thi Hà Nội, bé 11 tháng tuổi, ngộp nước ngay tại bể bơi phao ở nhà Tranh cãi nhà 7 tầng giữa trung tâm Hà Nội giá chỉ 800 triệu đồng Bất chấp lệnh cách ly xã hội, 27 đối tượng vẫn tụ tập đánh bạc xuyên đêm cắt trộm dây cắt điện, nam thanh niên bị điện giật tử vong. Quý vị đang theo dõi một điểm tin trong nước tối 23 tháng 7 của DKN TV và sau đây là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thông tin từ tổ công tác đặc biệt của Bộ Công Thương đang làm việc tại Sài Gòn cho biết, tổ đã làm việc với Bộ Giao thông Vận tải để giải quyết khó khăn lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh thành đến Sài Gòn và ngược lại. Theo đó, tổ công tác đặc biệt của hai bộ nhất trí lập đường dây nóng để cùng phối hợp xử lý vướng mắc trong lưu thông và phân phối hàng hóa. Trên cơ sở đề xuất của Tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải đồng ý cho phép doanh nghiệp được tự mua kit test nhanh COVID-19 được Bộ Y tế cho phép, vận động doanh nghiệp vận tải hỗ trợ các địa phương vận tải và tiêu thụ nông sản có sản lượng lớn đang vào vụ thu hoạch tham gia vào các mô hình bán hàng thiết yếu lưu động mùa dịch. Sở Giao thông Vận tải thành phố đã cung cấp đầu mối liên lạc và các mẫu thẻ nhận diện cho tổ công tác đặc biệt Bộ Công Thương để gửi tới Sở Công Thương các tỉnh thành phố, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định và liên hệ khi gặp khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh về Sài Gòn. Các phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được dán nhãn là các loại hàng mau hỏng, gồm hàng nông sản, thực phẩm tươi sống, hàng đông lạnh, các loại hàng thiết yếu, hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh khi lưu thông giữa các tỉnh thành áp dụng chỉ thị 16 nên không cần đăng ký, không cần dán thẻ nhận diện phương tiện có mã QR code trên xe. Thay vào đó, các xe chỉ cần dán logo nhận diện phương tiện vận chuyển các hàng thiết yếu, đồng thời tài xế vẫn phải tuân thủ theo quy định Bộ Y tế về giấy xét nghiệm. Ngày 23 tháng 7, thông tin từ ngành môi trường tỉnh Đồng Nai cho hay, tại nhiều khu vực phong tỏa, người dân đang phản ánh về tình trạng rác ùn ứ vì việc thu gom diễn ra chậm chạp. Người dân cho biết một tuần nay, họ không thấy nhân viên thu gom rác đi thu dọn, trong khi rác ngày một nhiều tại các khu vực một số người dân khác phản ánh đa số xe rác chỉ thu gom ở khu vực trung tâm như chợ gần các siêu thị, trạm y tế, còn với khu dân cư, nhiều ngày vẫn chưa thấy rác được mang đi. Qua ghi nhận thực tế của báo dân Việt, tại nhiều tuyến đường chính, đầu các con hẻm và kể cả cổng các hộ dân đều xuất hiện những túi rác. Rác thải trong khu phong tỏa nằm rải rác nhiều nơi, chất lên nhau gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Tại thời điểm ghi nhận, xe của ngành môi trường đang thu gom rác tại lối vào trạm y tế phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, khu cửa hàng Bách Hóa Xanh, phường Tràng Dài. Còn lại, các khu dân cư tại nhiều khu phố như 5, 5A, 2 và 3 thuộc phường Tràng Dài, rác vẫn ùn ứ, chưa thấy được thu gom. Chị Nguyễn Thị Uyển Nhi, người dân phường Tràng Dài chia sẻ, tôi thấy đêm 15 tháng 6 trước thời điểm phong tỏa có xe rác đến lấy rác đi, rồi từ đó đến nay chưa thấy rác được gom. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Giang cũng là người dân phường Tràng Dài nói rằng, do không có ai gom rác nên đầu mỗi con hẻm, rác ùn ứ nhiều vì người dân tập kết rác, Bà Giang cũng mong ngành chức năng và địa phương sớm gom rác để tránh ảnh hưởng đến cuộc sống của bà con trong khu phong tỏa. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã có 237 thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 2. Toàn bộ danh sách thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Thành phố Hà Nội thành lập một hội đồng thi cho các thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi đợt 2 của kỳ thi. Trong số 237 thí sinh đã đăng ký dự thi, thành phố Hà Nội có 195 thí sinh, còn lại là thí sinh của các địa phương khác gửi về hội đồng thi của Hà Nội để cùng dự thi. Cụ thể, tỉnh Hòa Bình có 17 thí sinh, Hà Tĩnh có 13 thí sinh, Nghệ An có 10 thí sinh và Vĩnh Phúc có 2 thí sinh. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7 tháng 8. Trong đó ngày 6 tháng 8, buổi sáng thí sinh thi môn ngữ văn 120 phút, buổi chiều thi môn toán 90 phút. Ngày 7 tháng 8, buổi sáng thí sinh thi bài tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội 150 phút, buổi chiều thi ngoại ngữ 60 phút. Trong số các bài thi này, chỉ có môn ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài thi còn lại đều thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Thống kê sơ bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả nước có khoảng hơn 26.000 thí sinh của 42 tỉnh thành tham dự đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2021. Thưa quý vị, mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận một bé trai 11 tháng tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng suy hô hấp do bị đuối nước khi chơi bể bơi phao tại nhà. Bệnh Nhi tên NMH 11 tháng tuổi cùng anh trai 3 tuổi được gia đình cho chơi bể bơi phao tại nhà với mực nước sâu khoảng 50cm. Sau khoảng 10 phút không có sự giám sát, gia đình phát hiện trẻ nằm úp mặt xuống đáy bể bơi phao. Khi được vớt lên, bé có biểu hiện tím tái, Bé được sơ cứu tại chỗ trước khi đưa đến bệnh viện đa khoa Sơn Tây cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, sốt và co giật. Vì tình trạng bệnh diễn biến nặng, trẻ được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tại thời điểm nhập viện tại khoa cấp cứu bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ sốt 38,5 độ C, lơ mơ, suy hô hấp phải thở oxy qua mặt nạ. Sau khi tiến hành cấp cứu và làm các xét nghiệm, trẻ được chẩn đoán viêm phổi do đuối nước trong bể bơi phao tại nhà và được chuyển đến trung tâm hô hấp bệnh viện Nhi Trung ương. Sau một tuần điều trị và chăm sóc đặc biệt, sức khỏe trẻ đã ổn định và được ra viện. Mua nhà đất giữa trung tâm Hà Nội luôn là mơ ước của nhiều người, song căn nhà 7 tầng có giá 800 triệu đồng, mức giá được cho là khá hời lại đang gây ra những tranh luận. Theo đó, nhiều người cho rằng với diện tích 4,8 m2 siêu nhỏ, mức giá này quá đắt, song không ít người với mức thu nhập thấp lại quan tâm tới ngôi nhà này, bởi theo họ, dù nhỏ, nhà có nhiều tầng, đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Hơn nữa, nhà có sổ đỏ nên người mua có thể làm hộ khẩu ở quận trung tâm tại Hà Nội. Theo chia sẻ của anh Hoàng Anh, quận Đống Đa, Hà Nội, một môi giới bất động sản, nhà diện tích nhỏ nhưng sổ đỏ được làm từ trước năm 2009. Tuy nhiên, nhà xây dựng đã từ lâu nên chất lượng xuống thấp, chắp vá và ọp ẹp. Cũng theo anh Hoàng Anh, dù nằm ở vị trí trung tâm lại có hai mặt thoáng, nhà sử dụng tường 10 nên khi trời mưa, hai mặt thoáng lại khiến nhà thấm rột nhiều hơn. Do phía trên đã đua ra một chút nên diện tích thực có thể rộng hơn, song công năng sử dụng của ngôi nhà cũng không nhiều, anh Hoàng Anh cho biết. Với mức giá mà chủ nhà đưa ra khoảng 800 triệu đồng, tính ra ngôi nhà 7 tầng này có giá gần 167 triệu đồng một mét vuông, ngang ngửa với mức giá của những căn nhà mặt đường ở Hà Nội. Theo một số môi giới bất động sản, với vị trí và diện tích như vậy, căn nhà chỉ có giá bằng 50-70% đến so với con số chủ nhà đưa ra. Thưa quý vị, khoảng 1 giờ ngày 23 tháng 7, Công an thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đột kích bắt quả tang tụ điểm đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu ăn tiền tại bãi đất trống trước nhà một hộ dân ở khu phố Võ Trường Toàn, phường Vĩnh Quang. Nghe truy hô có công an, nhiều con bạc đã bỏ chạy thoát thân. Tuy nhiên tại hiện trường, công an đã bắt giữ được 27 đối tượng, tạm giữ khoảng 150 triệu đồng, hai bộ tài xỉu và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Theo cơ quan chức năng, ổ bạc này hoạt động đã gần 3 tháng nay do một phụ nữ đứng ra tổ chức. Hiện nay, người phụ nữ này đã trốn thoát. Công an thành phố Rạch Giá đang tiến hành lấy lời khai để củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định. Đáng nói, sự việc xảy ra trong thời điểm toàn tỉnh Kiên Giang đang giãn cách xã hội từ 0 giờ ngày 19 tháng 7 đến hết ngày 1 tháng 8. Thưa quý vị, theo báo cáo của công ty điện lực Lai Châu, vừa có một trường hợp bị điện giật tử vong trong lúc cắt trộm dây cáp điện. Cụ thể, khoảng 22 giờ 41 ngày 19 tháng 7, tại thủy điện Nậm Bụng 1, thôn Trào Pá, xã Hoa Bum, huyện Nậm Nhù, tỉnh Lai Châu, anh Lê Tuấn Anh, cán bộ thủy điện phát hiện có người bị điện 35 kV phóng tử vong đang treo trên xà tại vị trí điểm đo đếm trung thế TBA t 1 thủy điện Nậm Bụng 1. Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường kiểm tra khám nghiệm. Nạn nhân được xác định là Pờ Thắng Ly, sinh năm 1993, trú tại Bản Trang Chảo Pá, xã Hua Bung, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Theo báo cáo của công ty điện lực Lai Châu, nguyên nhân dẫn đến việc Pờ Thắng Ly tử vong là do người này cắt trộm dây cắp điện khi đường dây đang mang điện, vi phạm khoảng cách an toàn và bị điện 35 kV phóng gây tử vong. Tăng vật thu giữ được tại hiện trường là một kìm cắt, một kéo cắt dây điện, vật chứng là một dây tiếp địa đồng mềm M70 khoảng 1m cùng một xe máy Airblade nhãn hiệu Honda. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn dẫn đến tử vong của Pờ Thắng Ly. Thưa quý vị, bản tin trong nước tối 23 tháng 7 của DKN TV đến đây tạm dừng. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.